kinh văn a nan thử nhược phi nhữ vân hà thể nhiên như tất thị chân nhữ hà vô giác việt dịch a nan nếu những thứ này chẳng phải là ông tại sao thân ông lại biến đổi nếu chắc thật là ông sao ông không biết giảng a nan nếu những thứ này chẳng phải là ông thì tại sao thân ông lại biến đổi? Thân thể quý vị đều trải qua các dạng biến chuyển này, tóc móng dài ra, khí lực tổn giảm, da mặt nhăn nheo. Quý vị nói rằng móng tay chẳng phải là của mình, thế tại sao nó vẫn tiếp tục dài ra? Quý vị nói tóc không phải là của mình, thì tại sao nó vẫn tiếp tục dài ra trên đầu mình? Quý vị nói khí lực không phải là của mình, tại sao đôi khi quý vị thấy yếu khi khí lực không đầy đủ? nếu khuôn mặt không phải là quý vị thì làm sao nó lại trở nên nhăn nheo nếu quý vị cho rằng sự nhăn nheo ấy chẳng liên quan gì đến mình cả thì tại sao da mặt của quý vị lại trở nên nhăn nheo tại sao những sự chuyển biến lại xảy ra trên người của quý vị nếu những sự chuyển biến này chẳng phải là nơi quý vị thì làm sao thân thể của quý vị lại chịu sự thay đổi từ tuổi thành niên chuyển sang tuổi trung niên từ tuổi trung niên chuyển sang giả lão từ giả lão chuyển đến cái chết quý vị chẳng thể nào nói rằng những cái ấy chẳng phải là ta nếu nó không phải là mình thì quý vị chẳng có thực nếu vọng tưởng chắc thật là ông sao ông không biết nếu cứ khăng khăng cho rằng vọng tưởng chắc thật là ông, sao ông không biết, tại sao quý vị không biết được nó, tóc móng mọc dài ra nhưng quý vị không biết được điều gì đang xảy ra, khí lực suy giảm mà quý vị vẫn không nhận biết, da mặt trở nên nhăn nheo nhưng quý vị cũng không phát hiện được, quý vị cũng chẳng biết được sự chuyển biến ấy diễn ra khi nào đây là một phản luận hai đầu nếu quý vị nói rằng sự chuyển biến ấy thuộc về mình thì sai nhưng nếu quý vị nói nó chẳng thuộc về mình cũng sai luôn thế thì nó là gì nó là vọng tưởng đó là căn gốc vọng tưởng đã tạo nên mọi sự chuyển biến kinh văn tắc nhữ chư hành niệm niệm bất đình danh vi u uẩn đệ tứ vọng tưởng việt dịch ắt là hành ấm của ông tương tục không dừng trong mỗi niệm đó là vọng tưởng thứ tư tính chất là vi tế và ẩn mật giảng ắt là hành ấm của ông tương tục không dừng trong mỗi niệm đó là vọng tưởng thứ tư tính chất là vi tế và ẩn mật hành ấm hoạt động liên tục nhưng sự nhiễu động vi tế ấy không dễ gì nhận ra nó bí ẩn mà mờ mịt quý vị khó nhận ra được đây là loại vọng tưởng thứ tư liên quan với hành ấm kinh văn Hiệu nhữ tinh minh, chạm bất giao xứ, danh hằng thường già, ư thân bất xuất, kiến văn giác tri, nhược thực tinh chân, bất dung tập vọng, việt dịch, lại chỗ tinh minh lóng lặng, không giao động của ông, gọi là thường còn, thì nơi thân ông, chẳng ra ngoài sự thấy nghe hiểu biết, nếu nó thật sự là tính chân, thì đã không dung chứa tập khí vọng tưởng. Giảng dạ lại chỗ tinh minh lóng lặng không dao động của ông gọi là thường còn thì nơi thân ông chẳng ra ngoài sự thấy nghe hiểu biết cuối cùng nơi chỗ sáng suốt tinh thuần lặng yên không dao động ấy là thường, thì thân ông chẳng thoát ra khỏi sự thấy nghe hiểu biết. Lúc này quý vị sẽ cảm thấy sáng suốt, tinh thuần, trong lặng, không diêu động. Nếu quý vị cho đây là trạng thái thường hằng, thì những việc thấy nghe hiểu biết lẽ ra có trong thân quý vị. Nếu nó thật sự là tính chân, thì đã không dung chứa tập khí vọng tưởng. Nếu nó thật sự tinh thuần, chân thật, thì nó đã không có các tập khí và vọng tưởng tập khí và vọng tưởng lẽ ra đã không sanh khởi